Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết, giá heo hơi ngày 29 tháng 1 năm 2022, ngày cận Tết, giao dịch đã chậm dần, nhưng giá heo vẫn giữ ổn định đến qua Tết. Nhiều đầu mối kinh doanh thịt heo đã giảm dần công suất giết mổ khi Tết Nguyên đán cận kề giá heo cả nước hơi ổn định trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Bắc. Dù tiêu dùng thịt heo tại các chợ gian sinh vẫn ở mức cao nhưng các cơ sở chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể đã nghỉ Tết khiến giao dịch heo hơi trên thị trường chậm dần. Giá heo hơi dù vậy cũng không giảm. Giá heo hơi miền Bắc duy trì trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nhỉnh hơn khu vực miền núi và trung du phía Bắc cụ thể tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình. Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương giá heo từ 56.000 đến 59.000 đồng trên kg. Số ít địa phương có mức giá 60.000 đồng trên kg. Các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc thấp hơn bình quân khoảng 1.000 đồng trên kg. Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ đang trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh vùng cao giá heo cũng chỉ dao động trong khoảng 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó hòa bình thấp nhất, chỉ 55.000 đến 58.000 đồng trên kg, Sơn La 54.000 đến 60.000 đồng trên kg. Lai Châu, Điện Biên duy trì ở mức 56.000 đến 61.000 đồng trên kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai là 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi tại khu vực miền Trung đến Tây Nguyên cũng không ghi nhận biến động. Mức phổ biến tại các tỉnh là 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tuy nhiên đây là khu vực mà số lượng các tỉnh có những địa phương có mức giá 60.000 đồng trên kg còn rất nhiều. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giao động trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Một số khu vực tại các tỉnh này vẫn còn mức giá 59.000 đến 60.000 đồng trên kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Nam Trung Bộ vẫn cao hơn các tỉnh Bắc miền Trung. Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi hiện bình quân 57.000 đến 60.000 đồng trên kg, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận 57.000 đến 59.000 đồng trên kg, Bình Định 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi Tây Nguyên từ 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk dao động trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Đắk Nông, Gia Lai, con tum phổ biến trong 54.000 đến 55.000 đồng trên kg.540 Giá heo hơi miền Nam Giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam cũng không ghi nhận biến động tại Đông Nam Bộ. Giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rìa Vũng Tàu, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh giao động từ 53.000 đến 56.000 đồng trên kg. Bình Phước từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ thấp hơn, phần lớn phổ biến ở mức 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Trong đó Long An, Tiền Giang 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 50.000 đến 53.000 đồng trên kg. Cần Thơ, Long An, Tiền Giang 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang quanh mức 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 28 tháng 1 năm 2022 là hơn 6.500 con, heo mảnh, tăng khá mạnh so với một ngày trước giá thịt heo xỉ đầu phiên bình quân giao động trong khoảng 72.000 đến 73.000 đồng trên kg, nhưng cuối phiên giảm còn 58.000 đến 68.000 đồng trên kg. Chợ tiếp tục giao dịch rất chậm. Bình Dương duy trì chăn nuôi ổn định trong năm tới. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giá thịt gia súc, gia cầm giảm mạnh, từ đó nhiều hộ chăn nuôi bị lỗ. Tuy nhiên, chăn nuôi gia súc, gia cầm là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân nên dù giá bán không được tốt, nhiều hộ chăn nuôi vẫn phát triển đàn để cung ứng cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận, vài tháng trở lại đây, giá thịt heo hơi và giá gia cầm có chiều hướng tăng, đã phần nào tạo tâm lý yên tâm cho hộ chăn nuôi trong việc tái đàn. Vì vậy, hộ chăn nuôi đã và đang tích cực chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để sẵn sàng cung ứng sản phẩm thịt cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2022 sắp đến. Đối với huyện Phú Giáo, tổng đàn heo là 260.000 con, so với năm 2020 tăng gần 3%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 25.000 tấn, tăng gần 4% so với năm 2020. Hiện tại, tình hình dịch bệnh không phát sinh, giá cả ổn định, từ đó tạo sự an tâm cho người dân chăn nuôi phát triển đàn. Theo báo Bình Dương, để phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, ngành nông nghiệp huyện đã chủ động hướng dẫn người dân, nhất là các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn tập trung xa khu dân cư thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại. Đặc biệt, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi gia súc gia cầm trong thời gian tới, trước mắt là phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán, kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi. Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y, năm 2021, các loại dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, heo tai xanh. Chỉ có bệnh dịch tả heo châu Phi là chưa có vaccine, nên vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ tại 33 tỉnh, thành phố do chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học. Hiện ngành nông nghiệp có đủ dự trữ vaccine chất lượng tốt, đảm bảo phòng chống dịch bệnh trước và sau Tết như CL mồm long móng, tai xanh. Tuy nhiên vào dịp trước và sau Tết nguyên đán, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. Đến thời điểm hiện nay, cả nước có trên 2.600 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Đây là điều kiện quan trọng vừa đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trong dịp Tết nguyên đán, ngành thú y sẽ tập trung kiểm soát giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Kim đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá heo hơi ở địa phương đạt khoảng 57.000 đồng trên kg. Những ngày gần đây, thời điểm gần Tết, giá heo hơi đang được điều chỉnh tăng theo ngày, vì vậy các thương lái cũng tăng gom hàng hơn. Giá heo hơi tăng nhưng không thể đạt đến mức giá 80.000 đồng trên kg như năm ngoái. Và với mức giá trên thì người chăn nuôi theo quy mô công nghiệp mới chỉ hòa vốn, chứ chưa được lãi. Còn người chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn có thể lỗ. Trong bối cảnh hiện nay, Người nông dân không thể tái đàn vì sẽ lỗ và nhiều hộ chăn nuôi phải giảm quy mô để tồn tại. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, phải hết quý 1 năm 2022 khi nguồn cung heo hơi giảm bớt thì lúc đó giá heo mới có thể tăng ở mức người chăn nuôi có lãi. Nếu dịch bệnh được kiểm soát thì lượng tiêu thụ mới có thể tăng mạnh trở lại. Điều này giúp ngành chăn nuôi bền vững hơn, đại diện Bộ Công thương cho biết. Ông Nguyễn Đức Lợi, giám đốc bán hàng của Miet Delhi, tập đoàn Masan cho biết, đơn vị đã thu mua hàng trăm nghìn con heo tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm vào dịp Tết của người dân. Giá thịt heo tăng liên tục hàng ngày. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, giá thịt tại các chợ dân sinh, siêu thị đang biến động từng ngày và được dự báo sẽ tăng mạnh những ngày giáp Tết. Năm 2022 giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chính có thể tăng trong năm 2022. Khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chi phí logistics chưa thể hạ nhiệt, việc này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam tính toán, nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đạt 28 đến 30 triệu tấn năm trong 5 năm tới, trị giá 12 đến 13 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng trung bình 11 đến 12% trên năm. Trong đó, quá nửa sản lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, 14,5 đến 15 triệu tấn, dành cho ngành gia cầm. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nhập khẩu làm giá thức ăn chăn nuôi trong nước luôn ở mức cao. Trong khi đó, giá sản phẩm chăn nuôi từ đầu năm đến nay sụt giảm mạnh do nhà hàng, khu công nghiệp giảm tiêu thụ khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có lãi, thậm chí thua lỗ. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chính sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chi phí logistics chưa thể hạ nhiệt. Việc này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Thái Lan đưa thịt lợn, thịt gà vào danh mục kiểm soát giá. Nội các Thái Lan đã chính thức đưa thịt lợn và thịt gà vào danh mục kiểm soát giá, đồng thời ban hành các biện pháp cứng rắn trong bối cảnh lạm phát phi mã. Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada Zanadirek cho biết, việc đưa thịt lợn, thịt gà, hai nguồn chất đạm quan trọng đối với người tiêu dùng Thái Lan vào danh sách kiểm soát giá của nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn của người dân do giá thực phẩm tăng cao. Danh mục kiểm soát giá chủ yếu bao gồm các mặt hàng thiết yếu sử dụng hàng ngày như lương thực, thực phẩm, nông sản phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn. Nội các Thái Lan đã chính thức đưa thịt lợn và thịt gà vào danh mục kiểm soát giá, đồng thời ban hành các biện pháp cứng rắn trong bối cảnh lạm phát phi mã. Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada direct cho biết, việc đưa thịt lợn, thịt gà, hai nguồn chất đạm quan trọng đối với người tiêu dùng Thái Lan vào danh sách kiểm soát giá của nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn của người dân do giá thực phẩm tăng cao. Danh mục kiểm soát giá chủ yếu bao gồm các mặt hàng thiết yếu sử dụng hàng ngày như lương thực, thực phẩm, nông sản phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, máy kéo, máy quạt lúa, vật liệu xây dựng, giấy, xăng dầu, thuốc chữa bệnh. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 29 tháng 1 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.